Hello, xin chào mọi người. Thì đây là góc bốc phốt Bảo Yến nha mọi người. Có ai mà tụ trường học lớp 6 rồi mà vẫn còn chơi búp bê như thế này không? À, ngủ cho tới sáng, ăn sáng xong mà cái đầu dọn búp bê ra chơi. Rồi chơi cái tới ăn trưa, không có phụ giúp mẹ cha quét nhà, rửa chén, giặt đồ gì hết trơn á. Tôi đau khổ quá. Rồi chơi búp bê. Chơi búp bê hoài không biết chán hay gì. Cái điện thoại của tôi nó gần hết pin rồi cho nên tôi sẽ quay rất là nhanh. Trời ơi, gì mà hai cái tủ quần áo luôn á hả? Cái tủ này nhiêu? Tủ đó là mấy trăm nhớ luôn. Không, cái tủ này nhớ có mấy chục hay gì à. Còn tủ này nè. Tủ này 1 triệu. Trời ơi, cái tủ 1 triệu đó mọi người. Che cái gì vậy ra coi coi. Cái tủ 1 triệu. Trời ơi, con búp bê màu cam này nhiêu? Búp bê màu cam này là 300 mấy. Bây giờ tao đem đi đập búp bê này bỏ chịu không? Búp bê này là búp hàng xịn. Trời ơi, mang túi mang quý nữa. Con đó là ở trong siêu thị đang qua. Trong siêu thị phải không? Gần hàng xanh làm gì vậy? Nhỏ con gái ta đem. Nhỏ con gái hả? Trời trời đang ngồi ỉa. Trời ơi, có một người da chó nữa kìa. Trời ơi, sướng quá hen, ỉa bồn cầu xanh luôn. Nãy gì mà đậy lại vậy, gỡ ra coi. À, chiếc xe đi siêu thị ăn cắp của người ta đem về luôn hay giờ. Trời ơi, đi siêu thị ăn cắp luôn chiếc xe của người ta luôn rồi trời. Trời ơi, quần áo giày dép, bây giờ giới thiệu một vài món đồ của nó coi. Cái đầm hả, dẹp ga hả? Rồi. Những món đồ mà của cái này á, đầu tiên là dây chuyền. Ngọc trai. Còn bên đây là đen kim, này kim cương. Rồi, dây kim cương. Rồi ok. Còn bên đây là đeo bông tai mà mày bự quá. Em quay cái. Có chữ baby nữa đó ha. Là đây, đây là cái ví. Cái ví. Cái bóp nha, đàng hoàng cái nha. Cái ví bóp đầm đó phải không? Xanh ngọc. Rồi, rất bên là đây đẹp. Nữa nè. Màu ví xám. Này thì màu xám. Có chữ Barbie. Có chữ Barbie luôn. Có hiệu nha. Đồ hiệu không mọi người ơi. Búp bê chứ nó xài đồ hiệu không mà mẹ nó thì xài toàn là đồ pha ke. Còn ở đây là đồ chơi. Cô nàng đầu hộp Bảo Yến, có chữ Bảo Yến luôn nha. Con gấu bông đây nữa. Rồi ơi. Rồi. Ở đây mà bỏ qua đây. Giới thiệu một số đôi giày của mấy con búp bê này đi. Giày. Tôi đau khổ quá, tôi toàn là xài hàng pha ke, còn búp bê của nó xài đồ hiệu. Cái tủ này là cái tủ mua trước, sau đó mua cái tủ 1 triệu luôn đó mọi người. Trời ơi, cái tủ có cái sách luôn. Hình như cái này bung lên được phải không? Bung lên cho mọi người xem đây. Đó. Đôi giày này á thì là mua nguyên một combo, nè nó khác. Còn những cái hãng mà của Paris là một đôi Boss màu đen. Đó. Boss đẹp quá. À. Có hiệu sẵn Barbie rồi mọi người. Cái đôi Boss đó đẹp á, Boss đen đẹp á. Đôi guốc. Đôi guốc màu trắng dễ thương quá. Cái này để mặc đầm dự tiệc á. Có hiệu luôn phải không? Có chữ đâu coi coi. Có chữ baby luôn nè. Rồi. Con này có mang giày không? Có, nó đang. Rồi vậy nên cái mang giày màu gì? Luôn. Đó, cùng tông luôn ha. Còn cái đôi cam sẽ cam. Hồi trước là con nhỏ này là một diễn viên múa ba lê. Đây là cái áo của nó nè. Còn cái quần thì để bên kia rồi. Dạ, đây là đôi giày ba lê của nó nè. À, đây giày múa của nó để nó đi diễn đấy ha. Trời ơi. Ha rồi hàng đang ngồi ỉa là con ai? Con nhỏ nào? Con nhỏ này. Con nhỏ này hả? Con kia hả? Con này hả? Vậy sao đi qua đây chơi vậy? Ủa cái tủ này có đựng gì không vậy? Có. Đựng gì à? Đây là cái bộ đồ. Giống bên trong đây thì có một lọ trang trí, một bao quả châu. Quả châu may mắn, quả châu may mắn. Một cái hộp đựng đồ. Rồi. À cái này có cái kiến nữa nè. Cái tủ và này một không cái có cái iPhone. Trời, cái iPhone nữa kìa. Cái iPhone. iPhone mà Apple. Quả táo, trời ơi. Búp bê của nó toàn xài đồ hiệu. Chưa, không mọi người ơi, còn gì nữa? À, còn đây nữa. Vậy nó chọn mấy cái kéo được luôn. Trong hả? Đây có một cái đầm bé. Bên đây thì có một cái đầm nhìn lửa ấp. Một cái tấm. Sao không máng mà bỏ vô tủ vậy? Cái là cái tấm gì vậy? Trời, mấy cái tủ này kéo giày. Được luôn á. Tủ giày kìa. Đấy. Đây là à, tủ này tủ giày thường chứ không phải tủ giày hiệu hả? À không, đây gì là giày hiệu nè. Đâu giày hiệu đâu sao không để. Ủa đôi giày này đẹp quá, đôi giày màu hồng này đẹp nè. Có dưới lên có hiệu nè. Nè. Ủa đôi giày hiệu baby nè. Bên đây. Ờ xem đây. Còn đôi này thì nó lụm. Lụm. Hàng pha ke hả? Hàng lụm hả? Cái này hàng lụm nha. Ủa có con chiếc. Con chiếc một á, vậy là này chiếc lọ lem rồi. Cái đi này là của lọ lem rồi nè. Còn đôi này là để hơi lâu rồi bị cắt ra luôn rồi. Không được. Còn đôi này là đôi mang giúp trong ngày à. À, giúp trong nhà đó ha, đôi dép mũ. Còn đây dép luôn. Trời ơi, đôi dép dễ thương quá à. Dép này quá dễ thương luôn rồi. Rồi, lụm nữa.